Vì sao dòng máy này lại được các vlogger nổi tiếng lựa chọn? Xin chào anh em, lại là mình Admin Hoàng Sơn ở kênh Máy Anh Cũng Nội đây. Và ngày hôm nay mình lại lên sóng một cái video để giúp cho các anh em có thể trong đợt này mình đang có nhu cầu, những cái mong muốn, mục đích khác nhau, mình có thể mình tham khảo các dòng máy ảnh phục vụ nhu cầu của mình một cách tốt nhất. Ngày hôm nay thì mình lại giới thiệu đến cho anh em cái dòng máy có thể đã có rất nhiều người biết qua, đấy là chiếc Canon EOS M50. Tuy nhiên thì trong đợt này mình gặp một cái câu hỏi rất nhiều anh em, đó là trong cái tầm giá khoảng từ 15 triệu đổ xuống thì có dòng máy nào phục vụ tốt cái nhu cầu để quay vlog hay không? Thì ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu đến cho anh em những cái lý do vì sao con M50 này lại phục vụ tốt cái nhu cầu để quay vlog. Thì giải thích qua một chút vì sao mình chọn con M50. Có thể anh em đã biết đến dòng máy này trên các cái kênh khác nhau, những cái kênh giới thiệu sản phẩm khác nhau rồi. Nhưng mà có một điểm rất đặc biệt của con máy này, đó là có rất nhiều các vlogger nổi tiếng lựa chọn con máy này. Kể qua có một số những cái tên như là Duy Thẩm này, Hải Triều này, Giang ơi hay là Thương Thương Vlog ấy, thì chọn con M50 này để phục vụ cho anh nhu cầu để quay vlog một cách rất là tuyệt vời luôn. Thì tại sao những cái vlogger nổi tiếng, những cái vlogger có kênh YouTube rất là nhiều follow, nhiều sub ở trên các kênh ấy, vì sao họ lại chọn con M50 này? Thì lý do đầu tiên, đây là một con máy cực kỳ nhỏ gọn luôn, anh em có thể nhìn thấy ở đây. Một người vlogger thì thường họ phải di chuyển rất là nhiều, họ sẽ có những cái lần họ di chuyển từ nhà đến nơi làm này, hoặc là trong những chuyến đi du lịch, những chuyến đi chơi các thứ, thì họ cần là nếu trong cái nhu cầu của họ là vừa đi di chuyển, họ vừa kết hợp việc làm video, làm quay vlog ấy, họ cầm con máy phải nhỏ gọn, phải cầm được bằng một tay. Thì trong cái khoản này, con M50 mình đánh giá là một con máy phục vụ cực kỳ xuất sắc luôn. Nó mang cho mình cái thiết kế cực kỳ nhỏ gọn. Mình là một người có khổ tay, nó cũng gọi là tương đối lớn, nhưng mà khi mà mình cầm con M50 này, mình cảm thấy là mình có thể cầm cái này một cách lọt thỏm trong tay luôn. Nếu như mà anh em nào mà trong cái quá trình mình quay vlog, mà đặc biệt là mình gọi là quay vlog mình tự quay ấy, mình sẽ đánh giá rất là cao những con máy mà có cái thiết kế nhỏ gọn và dễ mang vác như con M50 này. Chỉ cần mình cầm bằng một tay, mình kết hợp một con ống kính kiểu dòng nhỏ gọn khẩu độ lớn và cả tiêu cỡ nó góc rộng như con 2F2 mình đã lắp ở trên con M50 này, anh em sẽ có được một cái bộ máy quay vlog cực kỳ tuyệt vời luôn. Mình mang vác trong mọi điều kiện, mọi chuyến đi, mọi khoảng cách mà không cảm thấy bị cấn, bị mỏi, bị vương víu tí nào. Một lý do thứ hai vì sao con M50 này được nhiều với lựa chọn, đó là được trang bị một cái màn hình xoay lật kiểu như này, một cái màn hình xoay lật 180 độ, lại còn có cái màn hình cảm ứng rất là tiện. Nếu như anh em nào mà ví dụ mình cần tìm con máy mà nó có chất lượng quay chụp nó tốt hơn các dòng smartphone này, nó có thể giúp cho anh em quay vlog mà mình có thể mình tự ngắm cái góc mặt mình trong khung hình một cách dễ dàng, thì không thể nào mình bỏ qua những con máy mà có cái màn hình xoay lật kiểu như này. Đặc biệt là con M50, nó có cái thiết kế màn hình xoay lật rất là thông minh. Anh em khi mà mình cầm ở trên tay, kể cả góc ngang hay là góc dọc, cái màn hình này sẽ phục vụ rất là tốt trong việc để anh em có thể căn ngắm cái khung hình của mình trong cái góc ảnh của cái con máy. Những cái màn hình xoay lật kiểu này nó còn phục vụ rất là tốt trong cái nhu cầu anh em chụp ảnh nữa. Ví dụ như là những người mà mình muốn chụp ảnh trong những cái góc mà kiểu siêu cao siêu thấp ấy, thì cái màn hình kiểu như thế này nó cũng sẽ giúp cho anh em mình chụp, mình lấy góc nó rất là tiện lợi luôn. Không bao giờ phải bò trườn, không phải lăn lê làm bẩn quần bẩn áo. Và một lý do thứ ba thì mình xin gộp từ ba lý do nhỏ khác nhau, đó là một con máy có giá thành rất là phải chăng, rất là dễ dùng và quay vlog 4K. Thì nếu trong thời điểm này anh em nào mà mình đang bắt đầu mình tính đến việc mình khởi nghiệp bằng mình mở một cái kênh vlog trên YouTube ấy, hoặc trên TikTok các thứ ấy, thì cái mức đầu tư kinh phí mình có thể mình chưa thực sự là dư giả, mình chưa có mức kinh phí quá thoải mái, thì việc đầu tư khoảng tầm dưới 15 triệu cho một con máy, mình chọn con M50 này là một trong những lựa chọn phù hợp nhất trong thời điểm hiện tại. Một con M50 này kèm một con kính như con 2F2 này ấy, thì hiện tại bây giờ giá cũng chỉ loanh quanh đâu đấy và khoảng tầm 15 triệu đổ xuống thôi, hoàn toàn nằm trong cái khả năng đầu tư của các bạn học sinh sinh viên, những người gọi là những người dùng phổ thông, những người dùng nghiệp dư. Mình đầu tư một con máy này, mình về mình làm, mình mở kênh mà có thể cho anh em được một cái chất lượng video rất là cao, chuẩn quay 4K này, có những cái khả năng sử dụng rất là dễ dàng này. Một cái con M50 này có giao diện rất là phù hợp với những người mới chơi, và đặc biệt là một cái thiết kế nhỏ gọn này, mình mang đi khắp mọi nơi, mình quay trong mọi điều kiện. Thì đấy là một số cái lý do vì sao một con Canon M50 lại là một cái con máy phù hợp, rất là phù hợp, cực kỳ tuyệt vời trong cái nhu cầu để mình mở kênh vlog, mình quay vlog hàng ngày. Thế thì sẽ có một số điểm anh em cần phải lưu ý nếu mình chọn dòng M50 này để phục vụ cho nhu cầu chụp ảnh của mình. Đầu tiên, con M50 này thì nó là một cái con máy nó thiết kế không phải là quá bền bỉ đâu anh em ạ. Nếu như mình mang con máy nào vào những cái môi trường nó quá khắc nghiệt, ví dụ mình mang vào những cái điều kiện kiểu mưa gió bão bùng này, mình đem vào những môi trường kiểu sa mạc hay những điều kiện rất là lạnh các thứ ấy, thì con M50 này thì sẽ có một số nguy cơ có thể sẽ không chịu được, và nó sẽ có thể ảnh hưởng đến cái những cái linh kiện bên trong hoặc là cái hình thức bên ngoài con máy. Đây là một điều mình cần phải lưu ý này, không nên dùng con máy này trong những điều kiện quá khắc nghiệt hoặc là môi trường quá chuyên nghiệp như kiểu mang đi chụp dịch vụ này, đi chụp job điều kiện rất là chuyên nghiệp, thì con máy này có thể sẽ không kham được.
Một cái điểm thứ hai anh em cần phải lưu ý đó là con M50 này, cái thời lượng pin của nó cũng khá là hạn chế. Nếu như mà anh em dùng trong cái nhu cầu mình quay vlog thì nó chỉ quay được liên tục khoảng 30 phút thôi. Hoặc là nếu như mình chụp ảnh ấy, mình sẽ chụp được khoảng tầm 400 shot là phải thay pin. Nếu như anh em muốn cái thời lượng pin sử dụng nó thoải mái hơn ấy, thì mình khuyên anh em nên dư giả kinh phí mình sắm thêm khoảng 2-3 viên pin, mình thay liên tục dùng nó thoải mái hơn. Thì đấy là một cái giới thiệu nhanh về con M50 và một số lý do vì sao dòng máy này lại đang là một trong những cái dòng máy được rất nhiều các vlogger lựa chọn để lập kênh YouTube, lập kênh TikTok. Thì nếu trong thời điểm này anh em nào đang hướng đến việc mình cần tìm con máy nhỏ gọn để mình mở kênh, mình làm vlog, xóa phông này, mình muốn gọi là cái chất lượng cái video của mình nó thật là tốt, thì con M50 là một trong cái lựa chọn hàng đầu trong cái phân khúc này. Nếu anh em nào quan tâm đến dòng M50 này và muốn biết thêm thông tin chi tiết về cái khoảng giá, về những cái ưu đãi kèm theo trong dịp tháng 10 này, anh em có thể để bên dưới comment để chúng mình có thể có cái tư vấn sát nhất cho anh em nha. Ok, thì nếu anh nào cảm thấy video này hữu ích, đừng quên để lại một like và đăng ký để đón xem những video của chúng mình nha. Ok, xin chào tất cả các anh em, hẹn gặp lại trong video sau. Mình là Hoàng Sơn.